Chào các bạn, trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái công cụ thống kê trong Revit và cách thống kê phục vụ các bạn triển khai bản vẽ kỹ thuật như thế nào ở phần mềm này. Trong một cái dự án kiến trúc xây dựng hay các dự án nói chung thì việc chúng ta có cái bản thống kê là một cái điều rất là quan trọng. Nó giúp các bạn nắm rõ được các cái khối lượng của các cái cấu kiện của các nguyên vật liệu cần thiết để các bạn có thể tạo ra được một cái kế hoạch đầu tư nó phù hợp, cũng như một kế hoạch kiểm soát được cái quá trình xây dựng đó tốt nhất. Và chủ đầu tư là luôn luôn cần những bản thống kê như vậy. Và do vậy, việc tạo bản thống kê từ trước nay vẫn tưởng chừng như là nhiệm vụ của các bạn liên quan đến phần kinh tế, thì nay các bạn kiến trúc hoặc các bạn kỹ sư hoàn toàn có thể tạo ra được. Ở phần mềm Revit thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra những bản thống kê như là các bản thống kê về bản vẽ có trong cái bộ hồ sơ. Các bạn có thể tạo ra được cái bản thống kê như này một cách hoàn toàn tự động, hay là các bạn có thể thống kê những cái cấu kiện có trong dự án, là các bạn có thể thống kê được hệ thống cửa trong dự án chúng ta có bao nhiêu cửa đấy, có bao nhiêu cửa đi, có bao nhiêu cửa sổ, hay là đơn giản hơn các bạn có thể thống kê các cái chỉ tiêu liên quan đến diện tích, như là trong dự án chúng ta có bao nhiêu phòng, mỗi phòng có diện tích bao nhiêu, được chưa ạ? Hoặc nhiều bạn có thể quan tâm như là thống kê liên quan đến kết cấu, thông số cột, số dầm, thống kê về tường trát, thống kê vật liệu trát hoàn thiện, thống kê về đồ nội thất, rất nhiều trong Revit. Và các bạn hoàn toàn có thể làm được cái này một cách hoàn toàn tự động với phần mềm Revit. Và sau đấy đưa nó các bảng thống kê này vào các bộ hồ sơ chúng ta. Và thống kê trong Revit thì nó có cái điểm gì? Việc các bạn sử dụng Revit, các bạn hiểu rằng chúng ta xây dựng một cái mô hình thông tin chứa đầy đủ các thông tin của cái công trình xây dựng, và sau đấy khi đến giai đoạn thống kê chúng ta lấy các cái thông tin này ra ở dưới những cái trạng bảng biểu. Do vậy thống kê trong Revit nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái mô hình các bạn dựng nó có chuẩn hay không. Nếu các bạn có một cái mô hình Revit dựng rất là fake, rất là giả tạo, rất là nhiều bạn dùng Revit chỉ để chăm sản xuất các bản vẽ, sử dụng nhiều về công cụ 2D mà không quan tâm đến các thông tin chính xác của dự án. Ví dụ các bạn đáng lẽ các bạn phải dựng như thế này mới chuẩn, thì các bạn sử dụng các thủ thuật gì đấy, các bạn dựng lừa dối mấu chốt thì chỉ để sản xuất bản vẽ, thì lúc đấy khi các bạn thống kê nó sai hoàn toàn đấy. Hay là rất là nhiều bạn có thể tạo ra các bản thống kê bằng cách sử dụng các cái nét vẽ rồi dùng text rồi đưa vào Revit, thì đấy là một cách, tuy nhiên đó là hoàn toàn thống kê điểm, thống kê fake. Mà Revit như mình nói là hướng đến thống kê thật. Ngoài ra thống kê trong Revit do nó khai thác từ mô hình thông tin, tức là khi các bạn chỉnh sửa mô hình, các bạn chỉnh sửa phương án thì các bạn thống kê nó hoàn toàn update theo. Do vậy các bạn làm việc nhanh, chính xác và hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc sử dụng các công cụ khác. Và ngoài ra thống kê trong Revit thì các bạn hoàn toàn có thể cập nhật các cái đơn giá, thì chúng ta có thể tính toán ra các cái bảng giá, các cái khối lượng để cung cấp cho chủ đầu tư. Do vậy thì các bạn mình tin rằng khi các bạn sử dụng Revit, cái mục tiêu các bạn hướng tới là làm sao có thể khai thác được cái mô hình dự án của chúng ta không chỉ là những cái bản vẽ đơn thuần như bản vẽ này, mà phải là các thông tin khác, là các thông tin về thống kê, các thông tin về vận hành, các thông tin về phân tích mô phỏng, thì đấy mới là cái con đường đi đúng để các bạn có thể sử dụng Revit một cách chuyên nghiệp. Và trong bài học này chúng ta sẽ cùng học các cái bài học liên quan, bao gồm tạo các bảng thống kê đơn giản, thiết lập các thuộc tính của bảng thống kê qua hai bài, phần 1, phần 2, và tạo các bảng thống kê như thống kê bản vẽ, thống kê cửa đi, thống kê cửa sổ. Và các bạn hoàn toàn tin rằng có cơ sở để tin rằng sau những cái bài học mà mình sẽ giới thiệu sau đây, các bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được các việc tạo dựng các bảng thống kê phục vụ các bạn làm dự án. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau đây.